Kính thưa quý khán thính giả, theo tin tức gần đây cho biết rằng tướng cựu trung tướng Hoàng Xuân Lãm vẫn còn sống khỏe mạnh tại Hoa Kỳ, không có giống như một tin đồn thất thiệt trước đây là nói là trung tướng đã qua đời tại Việt Nam. Mới vừa rồi tức thì trung tướng Hoàng Xuân Lãm có gọi điện thoại cho nhà báo Huỳnh Lương Thiện để nói chuyện với ông Huỳnh Lương Thiện về tình trạng sức khỏe của ông cũng như là về vấn đề tin đồn thất thiệt đó. Mời quý vị theo dõi như sau. Sáng nay là Lữ Anh Thư liên lạc cho Thiện, xong rồi dạ là thực sự là muốn thưa chuyện với là trung tướng, nhưng bây giờ trung tướng qua phone như vậy thì cũng rất là cảm ơn. Dạ, rất cảm ơn trung tướng đã đáp ứng. Dạ. Dạ, dạ thưa trung tướng, khi mà trung tướng được cái tin này thì trung tướng cái cảm tưởng trung tướng lúc đó như thế nào ạ? Cảm tưởng thì có một số người họ phá thì mình đỡ đâu có ai bằng lòng mình đến đâu. Dạ vâng. Mà kiểu qua bên đây thì mình chả làm gì cả, tôi ở nhà lên đây đến đây phía thành phố cho rồi với gia đình nữa thôi. Dạ dạ. Thì một lượng đến lúc xui xẻo rồi thôi, mình cũng chịu không làm gì được. Dạ. À, dạ thưa bây giờ sức khỏe của trung tướng như thế nào ạ? Sức khỏe của trung tướng như thế nào? Cũng được khỏe lắm, bây giờ dạ, tôi 87 rồi. Ồ dạ dạ, 87 rồi. Dạ. 87 rồi, thế nên cũng yếu. Dạ dạ dạ. Chắc có thấy tôi đi trong ngày lắng bảo tụi bây. Dạ dạ. Dạ, trung tướng có muốn nhắn nhủ là có nói chuyện gì với lại quý Đồng Hương về cái tin này không? Đồng Hương thì từ 2-3 ngày đi, họ kêu tin là phun vải. Dạ. Đồng Hương về anh đem trong quân đội, thì tôi lại cảm ơn họ thôi. Dạ. Họ nói tôi còn sống như chưa. Chưa đi, cho con được vài ba năm nữa. Bây giờ tới cái tuổi 87 rồi thì chưa biết tùy thời đất cho được ngày nào hay ngày lấy thôi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, dạ cảm ơn trung tướng. Dạ Huỳnh Lương Thiện xin cảm ơn trung tướng và chúc trung tướng dồi dào sức khỏe. Dạ vâng, xin cảm ơn. Và, dạ. Cảm ơn. Dạ dạ, xin chào trung tướng. Dạ dạ. Bằng lòng mình đến đâu. Dạ vâng. Mà kiểu qua bên đây thì mình chả làm gì cả. Tôi ở nhà lên đây thì đến đây phía thành phố cho rồi với gia đình nữa thôi. Dạ dạ. Thì một lượng đến lúc xui xẻo rồi thôi, mình cũng chịu không làm gì được. Dạ. À, dạ thưa bây giờ là trung tướng, nhưng bây giờ trung tướng qua phone như vậy thì cũng rất là cảm ơn. Dạ, rất cảm ơn trung tướng đã đáp ứng. Dạ. Dạ dạ thưa trung tướng, khi mà trung tướng được cái tin này thì trung tướng cái cảm tưởng trung tướng lúc đó như thế nào ạ? Cảm tưởng thì có một số người họ phá thì mình đỡ đâu có ai. Kính thưa quý khán thính giả, theo tin tức gần đây cho biết rằng tướng cựu trung tướng Hoàng Xuân Lãm vẫn còn sống khỏe mạnh tại Hoa Kỳ, không có giống như một tin đồn thất thiệt trước đây là nói là trung tướng đã qua đời tại Việt Nam. Mới vừa rồi tức thì trung tướng Hoàng Xuân Lãm... Sức khỏe của trung tướng như thế nào ạ? Sức khỏe của trung tướng như thế nào? Cũng được khỏe lắm, bây giờ dạ, tôi 87 rồi. Ồ dạ dạ, 87 rồi. Dạ. 87 rồi, thế nên cũng yếu. Dạ dạ dạ. Chắc có thấy tôi đi trong ngày lắng bảo tụi bây. Dạ dạ. Dạ, trung tướng có muốn nhắn nhủ Lãm có gọi điện thoại cho nhà báo Huỳnh Lương Thiện để nói chuyện với ông Huỳnh Lương Thiện về tình trạng sức khỏe của ông cũng như là về vấn đề tin đồn thất thiệt đó. Mời quý vị theo dõi như sau. Sáng nay là Lữ Anh Thư liên lạc cho Thiện, xong rồi dạ là thực sự là muốn thưa chuyện.